Hello, xin chào mọi người nha. Bây giờ mình sẽ cho Lưu uống sữa nha mọi người. Uống sữa hay là ăn cơm để coi Lưu chọn nào. Lưu uống nào, ăn nào Lưu? Nè Lưu ăn cơm đi Lưu. Trả này lại đi không cho. Ăn cơm đi, ăn cơm đi. Nè ăn cơm đi, ăn cơm đi. Nè Lưu. Lưu ăn cơm đi Lưu. Đó, không bao giờ chịu ăn cơm, uống sữa không à. Nè, kìa trả luôn đó. Sáng giờ nè, cho ăn không ăn, giờ đói uống nè. Mình cho luôn uống sữa xong rồi mình tắm cho nó nha các bạn. Sao luôn đó. Nè, uống này cầm. Nhà Lưu, Lưu ơi. Đó, uống nhiều đó bỏ rồi đó. Lưu. Kê nè con. Đi, đi ra này nè. Đi. Chùi vô cái ổ của nó rồi. Nè, Lưu uống đi Lưu. Chờ các bạn coi Lưu uống sữa nè. Lưu cũng muốn đi chơi, nó muốn đi ra ngoài vườn ngoài này nè. Nè các bạn nhìn nó nè. Đó. Không cho đi ra ngoài vườn quậy á. Đã nằm vậy đó. Nó núp đi trong đó rồi đó. Nè Lưu ơi, Lưu cho Lưu đi ra ngoài chơi nè Lưu. Lưu ơi. Nhà coi Lưu đi cầu thang điêu luyện luôn nè. Lưu ơi, Lưu uống sữa nè Lưu. Nè. Ơ giỏi quá. Đi lên đây nè. Ai dạ. Nè Lưu uống sữa đây, nè. Đó, các bạn coi Lưu uống sữa nè. Đó, uống một chút nghỉ, Đó. Đó, muốn đi ra ngoài vườn á. Mình đóng cửa lại đặng mình tắm cho nó. Chứ để nó chạy ngoài hoài tắm không có được. Lưu nó không chịu tắm, ba ngày hôm sau mình mới tắm được cho nó nè. Mấy hôm nay Lưu nó không chịu ăn nên mình phải lo chăm sóc cho nó, mình không có rảnh để quay video nó ăn luôn. Chắc các bạn quên mình luôn rồi quá. Mong rằng các bạn luôn theo dõi kênh của mình, ủng hộ mình và Lưu nghe các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Nằm xuống đây Lưu. Giỏi quá ta. Không. Nằm xuống đây Lưu. Dậy đâu vậy? Lưu đi đâu vậy Lưu? Lưu nằm xuống nè. Nằm xuống này. Con không tắm rồi ai dám hung ngon nữa luôn.
lưu nó càng ngày càng ốm, mình gậu không biết làm sao luôn á. Các bạn có cách nào mà để nó giúp cho chó nó chịu ăn nhiều không các bạn, chỉ mày mình xả, với mày xả là hết tất công rồi, gì tất công cho lưu rồi, xả cho lông luôn mượt nó dọc xả chứ không có lắm cho con nữa, nghĩ tất không con này, xả cho lông luôn mượt nha, cho lưu đẹp trai nha. Xong rồi cái này xả xong rồi, xong rồi. Nhằm lấy cái thằng lông mà luôn nè. Tao lấy tay cho luôn nha. Chú à. Lúc, lấy lông mình nè con. Lấy lông mình, lấy lông mình. Nè, lấy lông mình nè. Lấy lông mình. Nè, lúc. Vậy chưa lau khô nữa luôn chạy rồi. Rồi bye bye đi, bye bye đi luôn, bye bye. Dạ bye bye, tạm biệt, tạm biệt, bye bye. Đang cục xúc mới tắm quạo rồi. Giờ mình ẩm Lưu đi sấy nha các bạn. Bye bye các bạn. Lưu thúi tắm xong rồi mát quá, nằm ngủ luôn rồi nè các bạn. Ngủ ngon luôn á.